Công ty chúng tôi có những dịch vụ buôn bán bảo hiểm 50 tiểu bang, cho vay bất động sản cơ sở thương mại 50 tiểu bang, mua bán nhà cửa ở California. Nếu quý vị cần đến dịch vụ, xin gọi điện thoại 925-595-5605. Email là vimxmy@gmail.com. Cảm ơn. Tôi sẽ đến chính cái video đưa lên ngày hôm nay đã nói lên ông với là ông Lê Văn Hải là chủ tịch của hội truyền thông miền Bắc California. Đính chính lại là ông Hải Quỳnh, ông không có nói là ông ủng hộ Madison Nguyễn. Thì đính chính lại cái đó là xin lỗi. Đính chính sai, cái người mà nói ông ủng hộ Madison Nguyễn là người khác chứ không phải là ông Hải Quỳnh. Tại vì tôi lẫn lộn mà nói chuyện nhiều người quá đó. Rồi có thể là lầm như đó, không có phải, thành ra tôi cắt cái khúc đó lại, tôi bỏ cái đó ra. Tại cái đó là cái nó không có đúng sự thật. Và cảm ơn. Tòa án tối cao Hoa Kỳ đã ra phán quyết hôm thứ Năm cho phép hiện tại phá thai được thực hiện ở Idaho khi phụ nữ mang thai phải đối mặt với các trường hợp khẩn cấp về y tế. Vì các thẩm phán đã giải quyết vấn đề gây tranh cãi mà không thực sự quyết định vụ việc dựa trên giá trị của nó. Phán quyết 6-3, với 3 trong số có 6 thẩm phán bảo thủ bất đồng quan điểm đã nói đã khôi phục một cách hiệu quả quyết định của thẩm phán liên bang rằng lệnh cấm phá thai gần như hoàn toàn do đảng Cộng hòa hậu thuẫn của Idaho và phải tuân theo luật Hoa Kỳ tháng 1986 được gọi là đạo luật lao động và điều trị y tế khẩn cấp khi hai đạo luật xung đột nhau. Một phiên bản của phán quyết là đã vô tình được đăng lên trang web của tòa án vào thứ Tư trong phiên tòa thứ hai trong 2 năm qua về việc tiết lộ một quyết định phá thai lớn trước khi được ban hành chính thức. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã kiện Idaho cho rằng EMTALA được ưu tiên hơn luật tiểu bang. EMTALA yêu cầu các bệnh viện nhận tài trợ theo chương trình Medicare liên bang phải ổn định những bệnh nhân phải đang trong tình trạng cấp cứu. Idaho, 5 trong số 6 bang có lệnh cấm phá thai không có ngoại lệ để bảo vệ sức khỏe của phụ nữ mang thai. Ông Biden cho biết trong một tuyên bố, lệnh của tòa án tối cao hôm nay bảo đảm rằng phụ nữ ở Idaho có thể tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế khẩn cấp mà họ cần trong khi vụ việc này được trả lại cho các tòa án cấp dưới. Không một người phụ nữ nào bị từ chối chăm sóc phải đợi cho đến khi gần chết. Họ bị buộc phải trốn khỏi bang quê hương của mình chỉ để nhận được sự chăm sóc sức khỏe mà có cô ấy cần, nếu điều này không bao giờ nên xảy ra ở Mỹ. Tuy nhiên, đây chính là những gì đang xảy ra ở các bang trên khắp đất nước kể từ kỳ tòa án tối cao lật ngược phán quyết Roe kiện Wade. Biden nói thêm, đề cập đến quyết định năm 2022 đảo ngược tiền lệ năm 73 công nhận quyền quá thai theo hiến pháp. Biden, người đang tìm cách tái tranh cử vào năm nay, đã tìm cách biến quyền quá thai trở thành trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của mình. Khi các đảng viên đảng Dân Chủ cố gắng sử dụng vấn đề này để tạo lợi thế chính trị chống lại đảng Cộng Hòa trong các cuộc đua trên khắp đất nước, Donald Trump là ứng cử viên đảng Cộng Hòa thách thức Biden trong cuộc bầu cử ngày 5 tháng 11 ở Mỹ. Trump có tư cách là tổng thống và đã bổ nhiệm 3 trong số 6 thẩm phán chiếm đa số trong các phán quyết năm 2022. Và ông đã ở thế phòng thủ để vấn đề phá thai trong chiến dịch tranh cử năm nay. Trump đã nói rằng ở các bang có lệnh cấm phá thai, không ông ủng hộ các trường hợp ngoại lệ đối với hiếp dâm, loạn luân và để bảo vệ sự sống con người của mẹ. Đồng thời, ông cũng ủng hộ việc áp dụng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Quyết định hôm thứ Năm, một lệnh, một dòng không có chữ đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa hoặc giữ nguyên mà các thẩm phán đã đưa ra đối với phán quyết của thẩm phán vào tháng Giêng. Nhưng tòa án tối cao
đã không giải quyết tranh chấp giải pháp cơ bản, thay vào đó chọn cách bác bỏ vụ kiện và được chấp nhận cách ngẫu nhiên. Thẩm phán tự do Ketanji Brown Jackson trong một ý kiến riêng đã đồng ý với quyết định dỡ bỏ thời gian tạm hoãn của tòa án, nhưng cho biết bà sẽ không bác bỏ vụ kiện, gọi tình hình pháp lý là một sự hồ hởn trong mong manh. Jackson viết tòa án này đã có cơ hội mang lại sự rõ ràng và chắc chắn cho chính tình huống bi thảm này, và chúng ta đã lãng phí cơ hội đó. Và chừng nào chúng tôi còn từ chối tuyên bố những gì luật pháp yêu cầu, các lệnh bệnh nhân mang thai ở Idaho, Texas và những nơi khác sẽ phải trả giá. Sau sự đảo ngược của Roe chuyện quay lệnh cấm phá thai cho đảng Cộng hòa, hậu thuẫn đã được ban hành ở một loạt bang. Luật của Idaho cấm gần như tất cả các vụ phá thai trừ khi cần thiết để ngăn chặn cái chết của người mẹ. Đe dọa các bác sĩ vi phạm sẽ bị phạt tù từ 2 đến 5 năm và mất giấy phép y tế. Những người ủng hộ cả hai phía đều vấn đề này, vấn đề phá thai, bày tỏ sự thất vọng với phán quyết hôm thứ Năm. Miriam Becker cho biết tòa án đã giải quyết một phần tình trạng hỗn loạn mà nó đã tạo ra bằng cách cho phép lệnh cấm phá thai gần như toàn bộ của Idaho có hiệu lực tạm thời, và nó từ chối bảo vệ các quyền tiếp cận lâu dài với các hoạt động phá thai cần thiết về mặt y tế và quyền lực tối cao của luật liên bang Cohen, luật sư tại Trung tâm Trách nhiệm Hiến pháp, một nhóm pháp lý tự do. Tin cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama không hài lòng với gia đình Biden vì cách họ bỏ rơi người bạn thân Kathleen Bundy của bà sau cuộc ly hôn đầy tranh cãi với Hunter Biden, Axios đưa tin. Axios cho biết sự thất vọng của Obama đối với gia đình Biden cùng với việc bà không thích chính trị đảng phái và lý do tại sao bà không đứng về phía Tổng thống Joe Biden, bất chấp sự nổi tiếng của bà. Mối quan hệ giữa Obama và Biden đã căng thẳng vĩnh viễn cho một loạt sự kiện xảy ra vào 2015. Biden khi đó là phó tổng thống đã cân nhắc việc tranh cử tổng thống nhưng bị Tổng thống Barack Obama ngăn cản. Bill Biden, con trai của Biden, chết vì bệnh ung thư, còn Hunter Biden ngoại tình với gó phụ của Bill Biden, dẫn đến cuộc ly hôn của anh với Bailey vào năm 2017. Michelle Obama chưa tham dự bất sự kiến sự kiện nào của Biden. Cựu Tổng thống Barack Obama tham dự buổi tiệc điều chiêu đãi cấp nhà nước tại Nhà Trắng dành cho Tổng thống Kenya, trong khi Barack Obama thường xuyên ủng hộ Biden trên X, thì Michelle Obama vẫn giữ im lặng. Năm 2017, Barack Obama đang tham dự buổi gây quỹ cho quỹ Bill Biden khi Hunter Biden đang hẹn hò với Hailey Biden, gó phụ của Bill Biden. Barack Obama mô tả động lực của gia đình Biden là kỳ lạ, trong khi Michelle Obama cảm thấy Bill Biden đã bị đối xử sai trái, bị đổ lỗi cho những điểm yếu khác nhau của Hunter Biden. Axios đưa tin, Michelle Obama đã vận động cho Joe Biden trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 và đệ nhất phu nhân Jill Biden đã tham dự lễ tưởng niệm Marian Robinson, mẹ của Michelle Obama, người được vừa qua đời. Người phát ngôn của Michelle Obama từ chối bình luận với Axios về việc liệu bà có phát biểu tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân Chủ vào tháng 8 ở Chicago, quê hương của bà, hay không. Các chính sách của Tổng thống Joe Biden chứ không phải là tính cách của ông mới là nguyên nhân khiến ông phải trả giá trong cuộc bầu cử. Theo lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện Mitch McConnell, người gọi ông là một người tốt thay vì theo cách của Tổng thống Donald Trump mô tả về ông là Joe gian dối. Tôi biết cá rõ về Joe Biden, anh ấy là một chàng trai tốt, cá nhân tôi thích anh ấy,
Đảng viên Đảng Cộng hòa Kentucky, người đã gắn bó hơn 20 năm với Biden và Thượng viện. Đối với khán giả Louisville trong tuần này, The Hill đưa tin. Tuy nhiên, McConnell cho biết ông chưa bao giờ tin vào nỗ lực của Biden trong việc thể hiện mình là một người ôn hòa trong cuộc bầu cử năm 2020. Vì ông chưa bao giờ là người ôn hòa vì họ còn Thượng viện. Đồng thời, người cho biết chính quyền của ông đã tạo ra một cơn ác mộng về quy định sau khi ông ghi tên với cực tả của đảng Dân Chủ. Trump đã cáo buộc Biden về một số tội danh bao gồm đánh cắp cuộc bầu cử năm 2020 của ông, tham gia vào các giao dịch kinh doanh ngầm với gia đình ông và sử dụng ma túy để nâng cao thành tích của ông trước bài phát biểu thông điệp liên bang vào tháng 3. Thứ Bảy, khi phát biểu ở Philadelphia, Trump đã nói hỏi hiệu liệu ông nên cứng rắn và khó chịu khi Biden hay tử tế và bình tĩnh và để ông ấy phát biểu trong một tranh luận tối thứ Năm ở Atlanta. Tuy nhiên, McConnell nói rằng nếu Biden bị đánh bại, lý do chính sẽ xảy ra là sai lầm không đáng có. Một trong 2.7 nghìn tỷ đô la tạo ra lạm phát là hai, là về cơ bản là mở cửa biên giới. Trong khi đó, McConnell và Trump bất hòa sau khi nhà lãnh đạo đa số lúc bấy giờ chúc mừng Joe Biden giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2020. Phải đợi đến sau khi cử tri đoàn bỏ phiếu trước khi ông công nhận Biden là tổng thống đắc cử cho đến năm nay. Trump và McConnell được cho là đã không nói chuyện kể từ năm 2020. Biden và McConnell cũng đã hợp tác chặt chẽ với nhau khi Biden còn là phó tổng thống dưới thời tổng thống Barack Obama, bao gồm cả việc đạt được một thỏa thuận nhằm thực thi vĩnh viễn 98% các khoản cắt giảm thuế thời Bush. Họ cũng nâng trần nợ để đánh vỡ nợ liên bang vào mùa hè năm 2021. McConnell cũng đã ủng hộ một số dự luật của Biden sau khi ông trở thành tổng thống, bao gồm gói cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ đô la vào năm 2021 và đầu tư vào ngành sản xuất chất bán dẫn trong nước vào năm 2022. Icross, giám đốc danh dự của Viện Báo chí Nông thôn tại Đại học Kentucky, cho biết McConnell, người mà ông đã quan sát trong nhiều năm, có thể đang cố gắng thu hút những đảng viên Cộng hòa hôm không thích hợp, cũng như ông ấy không thực sự thích Trump. Như Trump, thay vào đó hãy tập trung vào những khác biệt về chính sách và trở nên có xu hướng bỏ phiếu cho Trump nhiều hơn vì sự tương phản rõ ràng. Lãnh đạo phe thiểu số tại Thượng viện McConnell tuần trước tuyên bố rằng ông sẽ từ chức lãnh đạo đảng Cộng hòa sau cuộc bầu cử tháng 11. Tuy nhiên, đảng viên đảng Cộng hòa bang Kentucky dự định sẽ giữ chức Thượng nghị sĩ cho đến hết nhiệm kỳ 2027. Ở tuổi 82, McConnell đề nghị một trong những tài năng bị đánh giá thấp nhất trong cuộc đời là biết khi nào nên chuyển sang chương tiếp theo của cuộc đời. Tổng thống Joe Biden 81 tuổi và cựu tổng thống Donald Trump 77 tuổi nên xem và rút kinh nghiệm. New details about the man seemingly at the center of the FBI's political corruption investigation that raided the mayor of Oakland's home last week. Now, it's getting more interesting. A short search on Andy Duong's Instagram page shows he frequently posts with people in high places in the political world, including President Joe Biden, Vice President Kamala Harris, Governor Gavin Newsom, multiple pictures with Attorney General Rob Bonta, and Health and Human Services Secretary and former AG Javier Becerra. The list goes on, including some in other states like Nevada AG Aaron Ford. According to an investigation by the Fair Political Practices Commission, which is a state oversight arm, Andy Duong was the true source of at least 93 contributions to multiple local campaign committees when he created a campaign contribution laundering scheme to benefit his family-owned company, California Waste Solutions, or CWS. Falsely using the names of intermediaries or straw donors instead of disclosing CWS as the true source of the contributions.
According to the FPPC, this is an ongoing investigation with evidence suggesting it started around 2016 through at least 2018 and included some campaign contributions that were fraudulently concealed from the public. All but one of the campaign committees targeted were in jurisdictions with local contribution limits. And the investigation found during this time, the city of Oakland prohibited campaign contributions from contractors providing services to the city, requiring city council approval. Yet documents show many of the targeted committees were candidates running for city council. For example, Shane Tao, running for city council in 2018, received $9,900 from Duong that the FPPC alleges was laundered through 13 different people. The report also alleges that Larry Reed received $5,600 that was laundered through 8 different entities. Dan Kalb received $4,200 allegedly laundered through 6 different people or entities. Rebecca Kaplan allegedly received $3,500 laundered through 7 people. And former council member Desley Brooks received more than $18,000 over 2 campaign cycles allegedly laundered through 24 people. Former council member Abel Guillen, who is now California's deputy superintendent of public instruction, received $4,200, allegedly laundered through 12 different people. Shady. Shady, unethical. You know, they tend to operate like in this sort of kind of bribery system, you know, to buy influence and to influence. And they do, you know, they get a little more sophisticated here in America because we have more rules. Shirley Gee is the executive director of the Vietnamese American Community Center of the East Bay. Gee says she got to know the Duongs at a gala fundraiser for Vietnamese American seniors. In the gala, he jumped up and said he was going to pledge $1,500 to the seniors. And, you know, everybody clapped and, you know, thought that was wonderful. And then when we went to collect from him, you know, we sent multiple emissaries, you know, to him within the Vietnamese community and say, hey, what's the deal? You pledged this money. It's for the seniors. Where is it? You know, and he at first, you know, tried to do that hiding game. And then we sent emissaries to try to collect. And then, but in the end, he stiffed us. According to an ABC 7 News analysis of state and federal data, both Andy Duong and his father, David, have made contributions totaling more than $250,000 to 28 candidates across California. More than 300 other contributions totaling over $2 million were sent to candidates or political action committees across the country, including donations to the campaigns for Representatives Eric Swalwell, Adam Schiff, Barbara Lee, and even former President Donald Trump. A campaign spokesperson for Congressman Schiff wrote the I-Team, following public news reports, the campaign will be giving $26,000, the total contribution received from Mr. Duong and his family, to a local nonprofit helping address housing and homelessness. We reached out to the other public officials directly, but haven't immediately heard back. For the I-Team, Stephanie Sierra, ABC 7 News. But we also saw IRS criminal investigation special agents going into this office on Embarcadero. Now, as we mentioned, the Duong family, they are the family that owns and operates Calway Solutions. They have built a legacy here in the Bay Area and in Vietnam, where they fled from. FBI agents and the IRS raided California Waste Solutions office on Embarcadero in Oakland. The recycling company's office is located on the third floor, and the Vietnamese American Business Association, or VABA, is just below it. Several people confirm VABA was also raided by federal agents today. Very surprising because I mean, all these companies are doing good for the community, trying to have recycling going on and clean up the mess that we have. Cal Waste Solutions is owned and operated by the Duong family, whose journey to the Bay Area was detailed in an earlier CBS News Bay Area story. Saigon is we call home, but our heart is here. The Duong family escaped Vietnam on a boat when North Vietnamese soldiers seized their properties in 1975. After arriving to the Bay Area, the family settled in the Tenderloin.
The family would pick up cardboard from the streets to make money until they opened the first recycling warehouse in West Oakland. California Waste Solutions is now worth hundreds of millions of dollars, employs about 300 people, and invests back into Vietnam after opening a solid waste and recycling company called Vietnam Waste Solutions. Our story in 2015 featured Andy Duong, whose home on Viewcrest Court was raided earlier this morning. Over the years, Andy Duong has become a regular face in local, state, and national politics. He helped organize a trip to Vietnam last year that included local delegates, including Oakland Mayor Sheng Tao. Andy Duong's Instagram also shows him standing side by side with some of the country's most powerful politicians, including President Joe Biden and Vice President Kamala Harris. During today's raid at Cal Waste Solutions Oakland office, federal agents hauled out two carts stacked with boxes with Andy Duong's name written on labels. Carl Chan is the president of the Oakland Chinatown Chamber of Commerce. Basically, the Duong family has been involved with City of Oakland with the contract called California Waste Solutions for many years. And so this time it's involved with the mayor, and I guess, potentially many other folks. Federal investigators now probing one part of a family's rags-to-riches story. At least one member of a politically connected family now under the microscope.